Anh em ạ, nay mình lại tiếp tục đi tuyển chim mồi anh em nhá. Hôm qua mình cho nhà ông chú thì tuyển được một em mồi 3,5 đồng thì đã chuyển vào trong Hà Tĩnh rồi. Nay mình lại tiếp tục đi tiểm tuyển thêm được một em mồi nữa. Đây, hiện tại thì nhà mình đang ở nhà chủ chim rồi. Nhưng mà sau đây mình sẽ quay cho anh em xem con chim mồi rồi nhá. Con mồi này thì giá cực kỳ êm, anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ mình nhá. Mồi này là mồi hơn 2 vụ anh em ạ. Năm nay sang vụ thứ 3. Đây anh em này, đấy, đây là con mồi anh em nhá. Bước sang vụ thứ 3 này, tí nữa mình chuyển thử sang lồng bẫy xem là thái độ như thế nào anh em nhá. Test thử, test qua rồi giá nó cũng rẻ anh em ạ, nó không cao lắm. À, nhung nhắc phết. Con này đang ăn cắm gì nhỉ? Cắm tổng hợp nhá. Ôi, đang ăn cắm gà luôn. Gà hơi nhát nhỉ, mình mở lòng ra xem như nào nhé. Anh em ạ, con chim mồi thì khả năng không bắt được rồi. Dậy lắm. À, xuống đây xem mồi cuốc với lại bìm bịp. Đấy, cái lồng đánh bịp đây anh. Đây à, mẹ đánh bịp đây gì? Mẹ đánh bịp. Mẹ ăn. Mẹ ăn. Đây trên, đây có cái, đây cái. Đâu nữa đâu? Chứ ở trong cái chuồng đỏ ấy. Cái lồng này nó còn gì? Em dày em xuống bệnh lắm. Biết cái gì đâu anh? Cái lồng này không có gì. À, có chiếc rẽ này biết rồi. À, con này biết rồi. Đấy, đi bịt đấy, đi bịt đấy. Đó. Lồng này hả? Nước ăn nhau. Bịp đây à? Bịp đây anh em ạ. Bịp anh em ạ. Đấy, bịp mồi ấy. Con này bịp mồi thuần rồi anh em ạ. Cuốc mới bơi đây à anh Trung? Chính rẻ nhỏ mà đã to này hả? Nói bảo nhỏ mà. Ồ, đây anh nuôi 6-7 tháng rồi, nuôi từ đầu năm giờ. Đây là con gì? Đây là em. Con cuốc. Em dạ? Thóc vẫn còn. Đấy thì đã bảo rồi, cả cả con này thóc hết. Em nhìn cái phân của nó kìa. À mày kêu nó à ta phân thóc. Đây anh ạ, đây nha, mình cho em xem nhá, chim ăn cắm gà anh em ạ. Đây, có chim mồi. Qua chú nuôi lâu rồi chú? 3 niên. 3 niên à? Mồi 3 niên. Cũng tương đối là cứng cáp rồi đấy, nếu 3 niên là ăn cứng phết này. Con này chú bẫy nhiều buổi chưa? Không bẫy nhiều, nhưng mà đi thảo bẫy khác là được. Không nhiều đấy đâu, 3 cái lồng chim trộm đi. Ba lồng bẫy luôn anh em ạ. 3 lồng chim trộm đi. Đấy, mồi một mình một con mồi này chơi 3 cái lồng bẫy, toàn lồng 2 mặt. Đây nè. Cái này form nó dài nhỉ chú nhỉ? Mà cái lưới xanh này thì lộ lắm. Đây có cái lồng này nhìn trông đẹp hơn. Mà cái lưới của chú nhìn trông nó khiếp này thì nó lộ lắm. À, cái này chú tự xuôn mà nhỉ? Như đây anh em này, đấy toàn lồng bẫy ấy. Chú giờ nghỉ thanh lý anh em nhé. Anh em nào có nhu cầu bắt con mồi này thì cứ liên hệ mình. Lồng khuyên trẻ, đây là lồng khuyên mình mái nhà nhìn hay phết. Giờ mình ra kia mình quay con chim mồi cho anh em xem.
Đây anh em nhá, anh xem móng bộ con chim này. Màu đá lân anh em ạ. Kể có con chim nào mang đi dí thử cho nó chơi nhỉ. Bóng bộ đẹp anh em ạ. Màu đá lân anh em nhá. Đan cám gà. Cái này giờ về đổi cám phát là căng luôn. Lông lá ổn anh em nhá. Cá mổ. Lông này về chơi luôn. Giá thanh lý cực rẻ. Chiến chiến 3 năm nhưng mà lại bị hôm nọ mang sang bên cháu ánh bị gãy mất máu à? Ở chiều cái nắm nó đu vào lòng nó cuốn lô đi. Gãy hẳn thôi còn gì. Gãy móng. Thì là móng nó cũng đang mập lên rồi. Con này thì bị gãy mất một móng sau anh em ạ. Mồi ba niên giá cực kỳ êm luôn đấy. Con này bao tét luôn anh em ạ. Đấy, tí nữa mình sẽ bắt về luôn anh em nhé. Chốt con này đi. Ngoài khả năng chốt con này về bứt đấy. Cảm ơn anh em đã xem video nhé. Anh em xem thấy hay đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Like và chia sẻ nữa ạ. Đấy, để mình tiếp tục đi tuyển những em mồi khác. Anh em có nhu cầu mồi cứ chịu khó xem video trên kênh của mình nhé. Toàn hàng mồi giá bình dân thôi. Mồi nào cứng thì sẽ có giá cứng. Còn những con mà mình mua của mấy bác thanh lý này thì mình sẽ chia sẻ lại cho anh em những cái giá rất là hợp lý anh em nhé. Được anh em nhá, chốt luôn. Đẹp là chốt. Này có cái gì mà giữ cái này nhỉ? Có biết thép mà buộc cái này lên. Ra nó sẽ được. Ghi hẳn ra ngoài cái kìa. Cái này nữa à? Quen. Đấy. Cái này thì không được rồi. Cái này thì mặc không được. nó có cái háng, cắt cái háng này ra. Đây chú cắt cháu con này phát. Quần để là áo không. Cái lồng này nó cũng to à. Không đủ một cái vải này rồi. Bắt chim lên máy và phản trùng nhé.
không được. Đấy, cứ kéo nó xuống. Rồi, đục xuống quá quá. Môi nữa. Đây. Đây nó dạn lắm rồi, chiến nhiều năm rồi. Đứng yên. Rồi, nha. Quay cao lên nào. Pha bắt mồi đi vào lòng đất. Làm gì không? Máy của vợ cắt ra để mà chi làm chim nhá. Đây là toàn lồng để em mọc của chú ấy này. Nhiều phết nhỉ. Đây đây cả đằng sau cũng đây đây vẫn còn đây này. Treo đây đi. À đây đây. Cũng bẫy cả khuyên à. Tao làm cả lồng cái gì là trận chiến này. Tập này là nó quá bận cái gì. Đây một lồng bẫy như này. Đúng. Thế này. Lòng này là lục ở đây nhiều này, úi giời, 4-5 cái lồng bẫy. Bẫy nhiều phết.